Mời anh làm phát biểu cảm nghĩ khi được đồng hương sinh viên gia đình tại Hà Nội địa điểm 10 sang các vị tổ chức sinh nhật 22 tuổi dành cho anh. 22 á, anh phải hơn rồi. Mình cảm ơn mọi người, mình rất vui. Rất bối rối. Mình cũng chẳng biết nói gì hơn. Mình cảm ơn mọi người. Ai cho thêm tiền mới cả. Mất gì đâu.